Vâng, với cái số trước thì em đã giới thiệu cho các bác về cái dòng Control 28 rồi. Thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các bác về cái dòng Control 25. Cái dòng Control 25 này thì nó là cái phiên bản thu nhỏ Control 28. Như các bác biết đây, trên mỗi một thùng loa nó sẽ có một quyển sách, mình hay gọi nó là các tablo. Thì các bác thấy đây, cái dòng Control của JBL này thì nó sẽ có 23 này, 25, 28 và Control SB2. Dòng SB2 này nó sẽ là dòng to. To thì mình không nói đến, về nó sẽ sử dụng vào các phòng hát chuyên nghiệp. Còn những cái dòng từ 28, 25, 23 mình sẽ có thể đưa được vào phân khúc gia đình, hay hoặc là mình phối ghép vài đôi 28 vào một cái phòng trà hay là một cái quán cà phê, để hoặc là sảnh của những cái khách sạn để ta nghe nhạc du dương. Thì những lúc ta ngồi nghỉ giải lao, hay là ta ngồi ta thưởng thức những tách cà phê nóng hay những chén trà thơm ngon, thì nó sẽ đảm nhiệm tốt cái vai trò của nó. Còn về cái thông số nhá, thông số ở con Control 28 này thì như trên Captalo này cũng như em đã tìm hiểu, thì nó sẽ độ đáp ứng giải tần số giữa của nó sẽ dao động từ 80Hz cho đến 16kHz. Vâng. Còn về công suất con Control 25 này nó sẽ rơi vào khoảng độ 150W. 150W, vâng. Và 88 dB, vâng, rất là nhẹ. Và con này trở kháng là 8 ohm. Vâng, 8 ohm rất là dễ phối ghép với các dòng âm ly. Hay là các dàn thiết bị âm thanh nhà mình. Còn về cái dòng crossover của nó sẽ là 3kHz. Cho các bác thỏa thích cấy ghép, phối ghép với các thiết bị ngoại vi cũng như là âm ly hay là đấy. Mình cứ set up tốt, chuẩn thì chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều về nó, về cái dòng control này. Và về cái kích thước nhá, kích thước của con này để em đo xem nào, vì trên Captalo em chữ không tin cho lắm. Kích thước con này nhá, độ rộng của con này nó sẽ rơi vào 18,5 cm, và chiều sâu của em này sẽ là 14, tính cả mặt ê căng lồi ra nó sẽ là 15, và chiều cao, chiều cao của con này nó sẽ là 22,9, nhưng nó cho là 23 đi. Còn về chép con này thì như các bác biết đấy, nó được làm 3/4 chất liệu bằng titanium, nó rất là nhẹ và độ nhạy cao, đem lại cái tiếng chép rất là trong trẻo và sáng và cao. Còn về bát thì nó được làm bát phủ bát woofer, và cái màng này nó được tráng carbon nhá. Nó được hoàn toàn là carbon rồi, sợi carbon rồi. Nhưng nó rất là mềm mại và đem lại được cái chất âm cực kỳ là sinh động, đầy đủ. Nó đưa được hết các chi tiết nhỏ của các nhạc cụ cho đến lời ca, tiếng hát của ca sĩ ra. Nó đáp ứng đủ cho chúng ta về những cái nhu cầu như vậy. Còn về chất liệu thì e-căng này rất là cứng nhá. E-căng này thì là e-căng bằng không phải bằng gia công bình thường, mà nó bằng dập nhá. Dập nguyên một tấm thép nguyên khối và được nhúng mạ màu đen rất là đẹp cùng tông màu. Và cái chất liệu bên ngoài thùng thì nó được hoàn thiện bằng một cái chất liệu nhựa cao cấp, độ bền rất là cao. Các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những cái dòng control, kể cả đời 23, đời 25, đời 28. Nó rất là bền, mà em thực tế em cũng đã được trải nghiệm rồi, và chất âm cũng rất là tuyệt vời. Còn về mặt sau, con này thì nó với cái dòng 23, 28, 25 nó như nhau. Các cầu của nó cũng được mạ đồng, vâng, để dẫn tín hiệu cực tốt. Và mã vạch của sản phẩm và đường dưới này là sỏ cáp treo. Và cái lỗ này, nếu như các bác đây, nhà sản xuất người ta bán kèm mỗi một thùng loa, nó sẽ có kèm cái chân này để ta bắt, đây cái này để ta bắt vào tường. Và cái cu này để làm gì ạ? Cái cu này để ta đục cái lỗ này ra, ta đúc nó vào xong ta gậy bỏ cái miếng mà đằng trước cái mã của cái sản phẩm với cái JBL này, ở trong nó sẽ có một cái dụng lục giác nhà sản xuất tặng kèm. Ta đúc vào ta xoáy thì có hai cái hàm trên và hàm dưới, nó sẽ dít chặt vào cái cụ này. Vậy là ta treo loa. Đấy. Về hình thức và về thông số em đã đưa ra rồi.
cũng có những cái bài giới thiệu rất chi tiết về con 28, về bởi vì con 25 này nó cũng chỉ là cái bản thu nhỏ của con 28. Và giờ em sẽ đem vào trong nhà để em test nhạc cho các bác nghe, và chúng ta cùng ngồi lắng nghe để thẩm định về chất lượng của con Control 25 này. Bởi vì sao em đem ra ngoài đường em giới thiệu các bác ạ? Bởi em cũng rất là xin lỗi vì thực chất ngoài đường nó rất là ồn ào, như các bác thấy đây. Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ đây bon chen nhau, đúng là thành phố phố phường thật, không ngừng nghỉ một giây nào hết. Đấy, không cho phép ta được ngừng nghỉ, phải luôn luôn hoạt động, luôn luôn miệt mài. Vì vậy em đem ra ngoài này nó hơi ồn một chút, nhưng các bác biết vì sao không ạ? Em muốn lấy một cái ánh sáng tự nhiên đấy, để nó lột tả chân thực nhất những cái nét đẹp, những cái nét đường, nét quyến rũ của đôi loa, của từng sản phẩm. Vâng, em rất hay đem sản phẩm em ra ngoài này để cho các bác thấy được những cái vẻ đẹp mà nó đẹp đến chi tiết, đến tỉ mỉ mà cái ánh sáng của đèn nó không thể đáp ứng được. Em phải đem ra cái ánh sáng ngoài trời, ánh sáng tự nhiên. Vâng, bây giờ em sẽ dừng video để vào ghép cái đôi Control 28 này. À, em xin lỗi, Control 25 này, để cho các bác nghe thử nhá. Sau khi em đã giới thiệu nhanh về cái sản phẩm này, về con Control 25 này, giờ em đã đem vào trong nhà để ghép nối và đang test thử nhạc đây. Và em sẽ chọn những cái bản nhạc